quần này có đồ giãn không? Dạ có đồ giãn. Ờ được được. Như bữa anh kia lên đá tét quần rồi đó. Thì bỏ giày ra đi. Bỏ giày nó hôi lắm. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi đã ổn định chỗ ngồi, giờ mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ em là Hường Thị Minh Tuyền, năm nay 24 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. À, Tuyền đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên bán hàng của siêu thị Mini Stop. À mình vào thành phố lâu chưa? Dạ cũng được 2 tháng, 3 tháng rồi. Mới vô đây có 3 tháng à? Dạ trước đó thì cũng có nhưng mà em đi làm ở nơi khác xong rồi em lại quay lại đây. À mới vô có 3 tháng đi tìm người yêu rồi ha. Nào bạn trai. Em tên là Trương Xuân Hùng, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh. Quê gốc của em thì ở Quảng Bình nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu ạ. Ủa vậy là mình lại ở Vũng Tàu, không dạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, nhà em thì ở Vũng Tàu luôn chị. À. Em mới lên. Dạ. Mới lên sáng này luôn hả? Dạ dạ. Bạn mới vô 3 tháng, bạn mới lên ngày. Này cũng có gì. Mai mốt mình hẹn hò sao bạn trai? Mà bao lâu thì bạn lên thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn gái một lần được? Cứ một tuần lên lần được chị, tại vì cũng gần chị thôi. Giờ Vũng Tàu gần mà. Đi xe ngầm. Chạy chút xíu tới gì đâu ha. Tàu cách ngầm dạ. Tiếng 15 phút. Mà mình có ngại gì không? Mình muốn bạn trai thăm mình tuần mấy lần? Anh rảnh lúc nào thì thăm được thì thăm thôi chị. À, giờ ví dụ tao không thăm tao ở luôn được không? Dạ vậy tốt quá. Dạ tốt được. À rồi bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu nè. Dạ. À, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em hát tốt, tại vì mọi người khen em hát cũng được. Em cũng biết chơi guitar. Nếu như mà có thời gian em nấu ăn, em cũng nấu cũng ăn được. Chụp như vừa nấu ăn, vừa đàn, vừa hát được không? Dạ, chắc không. Rồi, vừa đàn, vừa hát. Dạ, em cảm ơn chị. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10. Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Da 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 na na. Ấn tượng rồi đó. Vậy là quá xuất sắc rồi, hay quá rồi. Bài hát gì trời ơi không à. Em biết đàn hát không? Dạ em biết cái khác. Em có thể chơi được nhiều môn thể thao. Có thể biểu diễn võ. Võ đi, biểu diễn võ đi. Đứng lên biểu diễn. Mời anh Quỳnh Linh lên biểu diễn. Cái này có thể... Cái này các bạn nữ có thể tự vệ. Các bạn nữ mà bị nắm tay giống như là... Tự nhiên anh Linh nắm ngay nữ á không? Anh Linh nắm ngay người dê. Trời ơi, nắm tay chứ. Bên đây giống ngay nữ. Ví dụ mình bị nắm tay đi bên này. Anh nắm tay ta đi, anh dê ta đi. Nắm tay như là mình mà càng dạy dụ thì sẽ càng chắc. Bạn cục tên này kéo ra là tự bung thôi. Rồi mình chạy. Tướng này đẹp trai lắm á. Thử cũng thấy các anh. Đi một vài đường đi 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 được mà. Sao sao quần này có độ giãn không? Dạ có độ giãn. Ờ được được. Như bữa anh kia lên đá tét quần rồi đó. Thì bỏ giày ra đi. Bỏ giày nó hôi lắm. Rồi. Ví dụ mình đứng cái thế này quay đá. Này, hoặc là em quay con đá hết được đá hết con công trúng. Cũng được thấy cũng dạ. Được. Hỏi đàn trai thoải mái. Em tự tin lên em. Mà mai là vẫn khó chịu. Có điểm yếu nào không? Có điểm tật xấu gì không? Có tật xấu, nhiều khi em mệt quá, em ngủ nhiều khi còn có ngáy. Ngáy? Dạ. Chưa điểm nó chưa yếu đâu. Ngáy nhiều người ngáy lắm. Khi nào ngủ đá dầm mới sợ. Ngoài cái tật đó ra còn gì nữa không? Khó chịu, khi ai làm sai với em nhiều khi em cũng khó chịu nhưng mà em nói ra là thôi. Đàn ông mà khó chịu làm chi? Không, ví dụ làm sai ý mình vậy thôi chị chứ nói ra là thôi chứ không có để bụng hay là... Thích người bạn gái thì sao? Nói chung là dễ nhìn, cao cỡ 1m57 trở lên là được chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m74 chị. Còn về vóc dáng thì mập hay ốm gì cũng không sao. Tại người ta nói mập thì đẹp mà ốm dễ thương, còi xương thì dễ mến. Cái đó mình về mình nuôi được không sao hết. Không thích điểm nào ở người phụ nữ? Em không thích phụ nữ không biết chăm chút cho bản thân. Mấy ăn diện chút cũng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cái đó không quan trọng. Tại vì phụ nữ ra đường thì cứ đẹp không đúng sao rồi, hết. Mình thích vậy nè. Dạ. Với lại không thích làm lố quá hay gì ở đám đông mà thể hiện lố quá thì em cũng... Làm lố quá là làm gì ví dụ? Mình đang ở đám đông mà ví dụ mình nhoi hay gì đó thì... Nhoi không thể hiện tình cảm hay nắm tay nhau hay là hôn nhau một cái gì được không? Dạ được, cái đó bình thường gì. Bình thường hả? Dạ thôi đừng có hỏi nữa, người nào đẹp hỏi ít thôi. Bà Mai cứ ngôn một số mối đàn trai hoài. Đàn trai cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Hơi mụn nhiều lắm. Dạ.
Ủa vậy thì hả? Em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Về tính tình hay về vóc dáng như thế nào không? Cao to hơn em mà. Em cao 1m63 mà em nặng tới 58, gần 60 rồi. Thôi hơi lố ha. Dạ. Kìa đàn trai quá. Ô trời ơi, dễ thương quá. Anh đây đẹp trai đó. Điều cái tuổi dậy thì nó hơi nổi mụn nhiều thôi. Cái mẫu người của em tìm như thế nào? Cũng khùng như đám đông anh ơi. Em cũng hơi khùng á. Em thích khùng như đám đông hả? Kiểu như em không đi chơi thoải mái, em không có suy nghĩ xung quanh. Em cứ nhiệt tình, nhiều khi tính em nó cũng hơi lố. Phụ nữ hiện đại là phụ nữ cần năng động. Ở trong giữa đám đông mình có thể hiện cá tính của mình. Dạ. Mình làm cho mọi người vui chứ không có gì đâu quá đáng. Miễn sao mình kiểm soát được rồi. Dạ. Em có tật xấu gì không? Em ăn nhanh. Không sao, ăn phải nhanh, nó bự vậy chứ. Em không có thùy mị. Lúc hát đó, vậy giọng được rồi. Ấm luôn ừ. Là em nói mà. To lắm, đi chơi em nói to lắm. Có sao đâu, chị cũng nói to nè. Rồi, điểm mạnh là hát hay ha. Bạn gái bên kia là một người con gái hiện đại, năng động. Cũng dạ. Có một chút xíu tài lẻ mà có thể làm hấp dẫn đối phương rất nhiều. Dạ. Mình sẽ tham khảo ý kiến người thân để xem sao. Dạ. Bạn đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em. Lúc nhìn đầu tiên lên sân khấu á, thì em nhận xét là em nhìn thấy cái vẻ hiền của chị. Thứ hai nữa là nhìn chị hơi thật thà và có nhiều cái tố chất giống bên đàn trai, là như là thích nấu ăn, thì hai vợ chồng có thể sau này hợp với nhau thì chia sẻ với nhau. Đàn gái có nói là như là một gái làm lố quá, thì có thể mà sau này về khi mà tìm hiểu với nhau á, thì em nghĩ tình yêu có thể chỉnh sửa lại được. Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy lố không? Thật ra thì không phải là lố đâu, tại vì cái đó là cái bản tính mình nói nhanh với lại có thể là nhiều chứ không phải là lố. Đúng rồi, đâu có gì lố. Đúng đâu. Không là lố. Dạ. Đúng không? Tự nhiên đang ngồi á. Dạ. Không được. Dạ. Còn ví dụ như mình hát lớn lên mà hát hay thì được. Ok, mình múa, dạ. Mình múa đẹp, mình có quyền. Đúng rồi. Bạn gái. Cảm ơn bạn thân. Dạ, em đi với mẹ với em gái. Theo má nhận xét thì thấy bạn chơi của con cũng thấy cũng được. Có duyên có số thì vừa lấy nhau thôi. Con cũng có cho nhau một cơ hội đi. Rồi tìm hiểu, nếu mà cảm thấy được thì đi đến. Bé Tuyền cô là cái tính nó nóng tính, nó thẳng tính lắm. Ai mà không biết thì ghét nó, nhưng mà khi hiểu rồi là rất là thương nó. Dạ. Rồi em gái, em thấy anh để tương lai thế nào? Không đẹp, không có xấu, nhưng mà nhìn dễ nhìn, sạch sẽ. Em gái thiệt tình quá. À, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thử xem. Kéo màn. Và muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Có mụn giống em. Không sao, mụn thì sau này nó sẽ hết thôi. Dạ. Không sao đâu. Dạ, dạ. Bạn cảm nhận bằng trai thế nào? Dạ, cũng sáng sủa. Sáng thôi chứ không có sủa đâu nha. Dạ. Dạ, thấy không có cái gì nó xa quá. Dạ, em thấy gần gũi ạ. Nhìn em thì dễ thương, anh thích. Cảm ơn anh. Tại lên đây rung quá, anh cũng không biết nói gì nhiều quá. Anh tương lai có tính ra đây làm không ạ? Hồi trước anh cũng có làm ở trên Sài Gòn, nhưng mà tại vì nhà anh thì có mình anh con trai thôi. Anh có một người chị nữa. Dạ. Nhưng mà anh muốn ở gần ba mẹ, nhiều khi chăm sóc cho ba mẹ. Tức là gắn bó ở Vũng Tàu anh? Do hai bên thôi, thỏa thuận như nào. Tương lai có thể là em về quê, về Đắk Lắk á. Tuổi má em cũng cao. Sau này không làm được thì giao lại việc buôn bán cho em á. Anh với em thì có bữa nếu mà hẹn hò thì chúng ta bàn chuyện đó chứ không sao hết. Sale thì mình, thị trường nào mình cũng có thể làm được. Dạ. Là năng lực của mình thôi. Mà ở quê anh, được không? Chỗ nào có con người chắc sẽ được thôi chứ không có gì hết. Dạ. Quan trọng điều gì ở vùng đất đó. Có cái gì có để cái mà gì ta để tới. Mình đến thôi. Dạ. Mình rất thích cái câu của bạn trai là nơi nào có người thì chắc là mình ở được thôi. Thuyết phục cô ấy. Mình bấm chuông đi em. Trời ơi. Ví dụ như bãi biển Vũng Tàu rất nhiều người tắm, trong đó có rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn thiếu một người. Và người đó anh chắc chắn đó là em. Ví dụ thế. Cơ hội cuối cùng nha. Thôi, 1, 2, 3 nghĩ đi. Có không biết cái gì. Trời đất ơi, sao lẽ giờ tôi chỉ nữa chứ. Biển Vũng Tàu sẽ không bao giờ có sống nếu không có em. Thôi được rồi. Để thiệt á. Để tay vô nước bóng. Suy nghĩ thật kỹ. Cái cảm giác trong người mình như thế nào? Hay có xao xuyến chút nào hay không? Có linh cảm cái người đối diện đó sẽ là một cái người đi với mình chung một đoạn đường dài hay không? Một.
2 3 Hết thời gian. Lo là sợ cô không bấm á. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau trước đi, rồi mình sẽ phỏng vấn vài câu. Thấy chưa, cô gái cũng năng động chưa? Chị thấy là em định không bấm. Lúc mà chị nói em cái cảm nhận đó chị, chưa có cái gì đó để mà em lưu luyến bạn này. Nhưng mà lúc mà gần hết thời gian thì em thấy có gì tiếc nuối nên em bấm thôi. Đó cũng là một cái cảm xúc. Đúng rồi. Sợ mình mất một cái điều gì đó, mình đã bỏ sót một cái cơ hội. Bây giờ là nắm tay được bạn gái rồi, mình nói vì gì với mẹ chồng tương lai? Nói gì với mẹ vợ tương lai đi. Dạ, con chào bác, con hứa với bác là con sẽ không để cho em chịu khổ. Tìm hiểu nhau đi, nếu mà được á thì chị đến luôn. Nói vậy chứ tiền bạc thì cũng quý, nhưng mà cái tình cảm là nó quý hơn con. Cô cũng mong con cô nó gặp được một người chồng biết yêu thương nó, quan tâm, chăm sóc, lo cho vợ con là được rồi. Dạ. À, cô ở xa lắm, ở trên Đắk Lắk, con có lên được không? Đó. Dạ, thì ở đâu, ở trong bản đồ Việt Nam là con đi được. Rồi, vậy đi. Dạ. Hay lắm á, giờ mới nói cái câu đó. Rất là bản lĩnh. Thôi, đây, tay chân lạnh ngắt vậy. Rung, cảm giác. Sao buông tay bạn gái ra rồi? Em bạn gái buông. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chương trình. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tin tới hôn nhân. Dạ, em cảm ơn. Rồi, nắm tay đưa bạn ấy. Rồi. Ảnh đòi cưới bạn gái cũ mà bạn gái không chịu là chia tay rồi đó. Anh chấp mặt bền vậy ơi. Có mẫu người lý tưởng nào không? Ừ. Em thích MC Trấn Thành. Mày cũng cỡ tính nước. Đẹp đó quá. Cô này cô dẫn đi thấy chưa, anh kia lủi lủi đâu vô trong mà. Không sao, anh ấy cũng là một chàng trai tốt đấy chứ, là một người đàn ông sống có trách nhiệm, anh thấy là như vậy. Còn bây giờ thì cô Linh và Cát Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Chắc là cũng sẽ bấm nút thôi mà hả màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Thái Đăng Huy, 30 tuổi ạ. Em quê ở Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ạ. Em làm nghề gì? Em làm trưởng ca sản xuất ạ. Trưởng ca sản xuất về gì? Bên công ty em là cung cấp hơi nước bảo hòa, lò hơi biomass, hơi để mà nấu bia đó. À, trời ơi. Đó. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Thanh Trúc, năm nay 25 tuổi. Là giáo viên tiểu học, em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mình dạy học được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, năm nay là năm thứ tư chị. Chưa có bạn trai nào hả? Dạ chưa. Tại sao? Ở chứ Bình Dương không có hả? Trong trường không có anh nào dạ, hả? Tại em nghĩ chắc là cái môi trường có ít nam. Mình có điểm mạnh với điểm yếu gì? Theo em nghĩ thì em có điểm mạnh là nhiệt tình với lại năng động. Rồi em khá là bản lĩnh, khi mà có một cái tình huống mới xảy ra thì em bình tĩnh đi xử lý. Em thấy điểm yếu nhất của em là em ít khi mà chăm sóc cái vẻ bề ngoài á, nên là nhiều khi thấy nó hơi xê xòa. Đúng rồi, xê xòa. Rồi đó là điểm mạnh điểm yếu của bạn nữ. Còn bạn nam thì sao, mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là nhiệt tình, chịu khó và tự lập và sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em về cách ăn nói giao tiếp rồi thì nhiều lúc hơi rụt rè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, cũng 2 mối tình. Mối tình cuối này là bao lâu? Gần đây nhất là hồi năm ngoái. Lý do sao chia tay bạn? Dạ, lý do chia tay thì bạn gái ít tuổi hơn mình, gần con giáp thì nó lệch nhau nhiều quá, quan điểm sống. Rồi em muốn là tiến tới kết hôn á, thì bạn là nói bị chờ đợi thế mấy. Bây giờ bạn muốn tìm lứa tuổi bao nhiêu là phù hợp? Cỡ khoảng 25 trở lên được. 30, bên đây 25 là quá đẹp rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu thì anh tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 6 tháng đến 1 năm. Bạn nữ thì sao? Ảnh đòi cưới bạn gái cũ mà bạn gái không chịu là chia tay rồi đó. Anh chấp mặt bền vậy ơi. Anh muốn khoảng 6 tháng nữa đám cưới, ý em sao?
Dạ em nghĩ là mình phải tìm hiểu nhau trước khi mình đám cưới. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Dạ hơn năm. Hơn năm được không chú rể? Dạ cũng được ạ. Tùy theo hai người phải hợp nhau nữa. Rồi mình nãy giờ cũng chưa tạo ấn tượng cho bên nữ. Bây giờ mình hát một đoạn. Em biết hát không? Dạ chắc hát sở trường hay em hát. Đúng rồi, gây ấn tượng cho bạn nữ rồi. Dạ em xin hát bài Câu đợi câu chờ. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví dặm. Để một thời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền, một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng, câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh đi mang khắp nẻo đường. Câu hò ví dặm, anh thương em trọn đời. Hay quá. Đấy, nãy giờ tôi mới thấy bạn mạnh mẽ đó. Lúc dạ. Hát thì nó khác liền đúng không? Nãy ngồi nói nó rụt rè quá. Thôi bây giờ nè, em muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á, nhìn anh đó vô thì phải thấy anh đó có sức sống chứ đừng có nhìn thấy yếu. Nó eo uột quá phải không? Dạ đúng rồi. Anh nhìn lại anh này em thấy có sức sống không ta? Nó nghe giọng hát chắc chắn nó có vẻ là mạnh mẽ. Dạ cái thứ hai là phải tự lập, lại có trách nhiệm với lại gia đình. Em cũng thích người cũng có cái những cái sở thích giống như em á, tại vì em cũng thích trải nghiệm những cái điều mới á, nên là nếu như mà anh này mà cũng thích du lịch á thì cũng là một cái điểm để hai đứa dễ hòa hợp hơn. Trời, chị nghĩ du lịch ai mà cũng thích chứ ai mà không thích đâu. Dạ. Có vấn đề có tiền để đi du lịch hay không thôi chứ còn. Dạ em nghĩ là đi du lịch thì không có lúc nào cũng nhiều tiền, ít tiền cũng đi được nhưng mà đi một cách khác. Nhưng mà vấn đề em có cái gì đặc biệt để yêu cầu với đàn trai không nè? Chào em. Dạ chào anh. Có yêu cầu gì đặc biệt với đàn trai không? Em không thích cái người mà độc đoán gia chủ á. Anh đây chắc anh cũng hiền lắm. Dạ, với lại không thích cái người uống rượu với hút thuốc nhiều. Rồi, còn ngoại hình cao, mập, lùn, mang kiến đen gì không? Có mẫu người lý tưởng nào không? Em thích MC Trấn Thành. Thích Trấn Thành không? Dạ. Đứng lên coi đi. Mày cũng cỡ Trấn nước. Trời ơi, tụi con có sức sống không vậy? Mày dụm lên giống Trấn Thành. Dụm đâu rồi lên chút xíu. Gần giống. Gần giống. Có sức sống mà. Ừ, sức sống. Thôi, được. Không thích gì á, người phụ nữ. À, ngồi đi, ngồi tâm sự, ngồi tâm sự. Em không thích phụ nữ nói nhiều và càm ràm, lè loẹt. Cô giáo thì không có lè loẹt đâu, nhưng mà cô phải nói nhiều. Cô nói với chị với mấy đứa học sinh phải dạy, giảng, người ta mới hiểu chứ. Dạ. Cái đó không phải nói nhiều. Nói nhiều là về nhà nói nhiều với ổng á. Chị nào anh Thư thì cô phải dạy chứ sao. Được không? Được. Ta cô giáo mà. Thì cô giáo thì ví dụ sau này dạy con cái mình phải tốt, nghe phải nghe thôi. Cô giáo dạy chồng giỏi đó được không? Thì chồng sai thì chồng phải nghe. Đúng luôn. Rồi. Trời, sao bữa nay tôi gặp mấy người đàn ông mà thiệt á. Rất là có tiền cái chuẩn luôn đúng không? Công nhận mới. Là quan điểm rất là phải mở rộng cỡ rộng. Dạ. Chính xác, đồng ý. Tật xấu gì không? Khai thiệt đi nha. Thì mình nãy hiện tại là phải cởi mở. Em có tật nói cà lắm á, ví dụ mới chị gặp chị đầu á thì chưa có ấy, chưa có cởi mở. Nói gì đâu, cà lắm gì đâu. Có. Thì phải cái gì phải nói sao? Rõ ràng. Cái đó không sao hết. Rồi thỉnh thoảng hay quên. Bây giờ nếu như mà kết hôn thì mình sẽ ở đâu? Hiện tại em đang ở phòng trọ. Nếu mà đầu năm sau kết hôn thì cuối năm sau hoặc đầu năm 2018, một trong hai năm nữa thì em tính mua nhà cửa ở. Nếu mà ở Sài Gòn phù hợp thì em ở, còn không thì về Bình Dương, Đồng Nai xa hơn tí, rẻ hơn tí. Cũng được. Dạ. Rồi tôi chịu mấy người đàn ông này ghê, sẵn sàng đi theo vợ nếu chỗ đó phù hợp với mình. Đúng rồi, ở đâu phù hợp thì mình. Đúng rồi. Tràn đầy sức sống. Rồi bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với em gái và bốn anh chị em họ nữa. Chào em. Chị, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Em chị... thấy chị gái bên này cũng dễ thương, chắc cũng hiền. Còn cái việc mà anh chị có đến được với nhau là cái đó là do anh chị bấm nút thôi. Còn em thì em thích chị này rồi. Rồi cảm ơn em. Vậy mình có đi với dạ em đi với lại em gái với lại bạn thân của em rồi dạ
Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Đối với bạn trai bên này thì em muốn Trúc khi gặp bạn đó, trò chuyện với bạn đó thì Trúc sẽ đưa ra một quyết định chính xác. Tại vì tình cảm là mình phải xuất phát từ cái cảm xúc khi gặp nhau của hai người. Nên là em cũng không có... Cuối cùng là cứ để cho hai người đó gặp nhau. Đúng rồi. Gặp nhau đi ha. Cảm ơn. Kéo màn lên. Đầu tiên gặp có một quà tặng em. Em có cảm nhận gì về anh sau khi mở màn lên? Nói chung là ấn tượng đầu tiên thì thấy anh cũng dễ thương. Hồi nãy em có nói là thích mẫu bạn trai là sống tự lập, sống có trách nhiệm gia đình. Thì anh nghĩ là hai cái điều đó anh đáp ứng được. Vì anh tự lập từ nhỏ lắm. Thì sống trách nhiệm gia đình thì hiện tại bây giờ anh mới nuôi hai đứa em ăn học đại học xong. Thì vì đó là em chứng tỏ là anh phải đáp ứng được. Sao nãy giờ em thấy bạn người đối diện như thế nào? Cảm nhận về nhau ngay giây phút này. Anh thấy em xinh. Là cũng là cái mẫu người anh đang đi tìm kiếm bấy lâu nay. Thì bây giờ mới được gặp em. Còn em? Em cảm nhận như thế nào giây phút này? Cảm nhận về người bạn trai trước mặt mình như thế nào? Dạ, em thấy qua cái cách anh nói chuyện thì thể hiện là anh cũng là một người có trách nhiệm với gia đình. Có thể là sẽ là một người đàn ông tốt cho gia đình trong tương lai. Em hy vọng là sẽ như vậy. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút. Hãy lắng nghe con tim mình thổn thức. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm là đồng ý để đi đến một con đường hạnh phúc. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. 1 2 3 Hết thời gian. Tin vui, hai người đã bấm nút. Nào, hãy nắm tay bạn ấy. Cảm nhận cái nắm tay thế nào? À, ấm, êm. Ấm hả? Bạn gái? Có một cái luồng điện. Luồng điện, bây giờ hôn cái nữa, luồng điện mạnh hơn nữa. Cho anh hôn. Hôn đi. Né qua đây tôi hôn à. Đồng ý là chấp nhận. Không, nhưng mà em nghĩ là giờ chưa từ từ. Nào, gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thông qua chương trình, em cũng xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho chúng em được quen nhau. Và cùng em cũng chúc cho chương trình ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Cảm ơn bạn. Nào, hãy nắm tay thật chặt đưa bạn gái. Cái tròn tròn mà giống Quyền Linh em không thích rồi. Bạn đường ông này ăn ở làm sao mà tôi ngồi xuống em tốt cho mày thì qua đây chê tôi ha. Thôi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Kim Yến, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở khoa dược bệnh viện Nhi Đồng 1. Và quê em ở Long An. Quê Long An, lên thành phố làm. Mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Lâm Gia Thiện, em 25 tuổi. Em sinh ra tại Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em đang kinh doanh tự do tại nhà, xe máy rồi các điện thoại online. À là dạ. Mình kinh doanh xe cũ á phải không bạn? Dạ đúng rồi ạ. Cũng giỏi, còn trẻ mà bắt đầu biết lập nghiệp ha, biết kinh doanh. Thôi bạn nữ mình giới thiệu kỹ một chút xíu về công việc của mình. Mình làm ở mảng nào? Ở nhà thuốc á chị. À mình bán thuốc. Dạ đúng rồi. Chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa. Tại sao? Chắc tại em kén quá, với lại bên cái ngành của em mà đa số là tiếp xúc với nữ không? Em kén là em kén sao? Cái tiêu chuẩn của em như thế nào? Ví dụ anh chị hay ai giới thiệu cho người nào cái em cũng nhìn ra được cái điểm nào đó để em không có chọn cái người đó. Bạn trai thì nên chững chạc nhưng mà vui tính, không gia trưởng, với lại đừng có tính đàn bà là được. Bạn trai có tính đàn bà? Dạ không chị, em thì khá khó tính. Em bản chất em là rất là vui tính, nhưng mà khi vui tính thì vui, nhưng mà cái lúc nào nghiêm túc thì nghiêm túc ạ. Mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em trải qua 3 mối tình, nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Chia tay cách đây cũng hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. 25 tuổi 3 mối tình hả?
Dạ không. Dạ. Được mà. Là, nói mối tình vậy thôi chứ có mối tình chỉ kéo dài khoảng một tháng mấy thôi ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ yêu đời, tự lập, nhưng mà nhược điểm là hơi nhát. Hơi nhát cho nên hơi rụt rè. Mình có sở trường gì không? Em cũng nấu ăn được. Chúng tôi xin hỏi một bạn trai Mỹ Thí nữa. 25 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ. Mà bạn đã kinh doanh đủ thứ ngành nghề rồi. Bắt đầu kinh doanh từ bao nhiêu tuổi? Kiếm ra cái đồng tiền đầu tiên thì từ khi là 9 tuổi. Ba mẹ nhà em thì hồi trước là có kinh doanh về tạp hóa. Nên là em lấy hộp quẹt á, em đi bán. Em lấy cái tiền vốn đưa mẹ em. Còn tiền lời mình lấy để mình mua đồ chơi của mình á. Dạ. Giỏi vậy ta, 9 tuổi biết làm điều đó đó hả? Mình muốn được cái gì thì mình phải làm. Dạ, chứ em không có sống một cách thụ động. Rất giỏi, bắt tay bạn gái. Hỏi phục bạn điều đó. Để tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Ồ, chào bạn, cô gái rất là xinh xắn. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai bên kia phải nói đầy khát vọng luôn. Dạ, em thích người chín chắn. Thích người chín chắn. Anh có to con không anh? To. Gì to vậy? Bạn không thích gì người đàn ông? Không thích hút thuốc. Phải biết uống rượu nhưng mà không đừng uống nhiều. Vì làm rễ miền Tây cũng phải biết uống chút xíu. Từ từ không sao đâu trời ơi. Miền Tây uống là nhiều nhất Long An ha. Rồi sao nữa? Như là có chuyện gì thì phải chia sẻ với em. Anh rất là ưa chia sẻ. Mà anh chia sẻ nói rất là nhiều luôn á. Rồi mình có thích lãng mạn không? Dạ thích. Trời, để anh hỏi chàng trai thế này đi. Gái xinh lắm. Bạn ấy thích lãng mạn. Là em thích cao to hay sao? Dạ, thích có thịt để em ôm. Thích có thịt để em ôm. Em hình dung ra cái anh bển như thế nào? Chắc là cũng vừa người. Dạ, em thích giống anh Quyền Linh vậy. Bập bập vậy đó dạ, hả? Dạ, nhìn thì chững chạc nhưng mà vui tính, nói chuyện rất là anh hơi mập đó nha. Vậy đó hả? Thôi để chị coi làm sao. Mập, chàng trai bên đây mập tròn quay. Trời ơi, đứng lên coi. Có lắc vòng không? Dạ không. Hồi trước thì em 63kg lận, nhưng mà do em đi làm á, em ở một mình nên là em chỉ ăn ngoài thôi, em không nấu. Chỉ còn có 57kg thôi. Ba mẹ muốn là có gia đình á, để cho có một người nào đó cũng như nội trợ cũng như. Nhưng mà cái khả năng là khả năng vẫn có những lúc mập mạp rồi đúng dạ, không? Dạ, em rất là dễ lên ký. Thì em mập là cái mặt em mập trước nên là em không thích mặt tròn. Cỡ tròn tròn mà giống Nguyên Linh em không thích rồi. Bạn đường ông này ăn ở làm sao mà thôi ngồi xuống đi em tốt cho mày thì qua đây chê tôi ha. mình có sở trường gì không? Có mấy tài lẻ ví dụ như giải giọng hay là gì đó. Em giải giọng vùng miền á chị. Rồi em giải giọng miền Bắc đi. Chị phải nói đi nội dung em mới trả lời được. Thế em muốn nói gì em cứ nói. Em thì em không có biết gì cả, chị cứ hỏi đi em trả lời. Dứa nội giọng miền Trung. Em nội giọng Huế. Nói em trúng là chị trả. Rắn không trúng chi cho em nội. Em nội nhiều. Không, bây giờ em là đang thử thách thôi chứ em không có phá tiếng môn. Em nói cho vui chứ. Miền Tây. Trời ơi. Miền Tây em nói rồi em không biết gì hết trơn á, trời á. Rồi, như vậy cũng cảm giác gọn gàng chút rồi ha. Có chuẩn bị về để kết hôn chưa? Dạ, thì em cũng đã có nhà riêng, cũng chưa có trả xong. Trả góp? À. Dạ, không có phải trả góp mà mình mượn để mình mua. Mượn ai vậy? Kế hoạch bao lâu nữa? Mượn ba mẹ. Ba mẹ rồi, khỏi lo. Chuyện khỏi lo. Thôi vậy được rồi. Trời ơi, cặp này về em biết ăn nhiêu cho mập à. Em có đi với người thân không? Em đi đó. Với anh rể ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Bạn em gái bên đây xinh, hiền. Chắc hai bạn có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu hẹn hò với nhau. Thì theo nhìn nhận quan điểm của em thì hợp, nhưng mà hai người phải tìm hiểu rồi cho ý kiến của hai bạn. Rồi, mình có đi với ai không em? Dạ em đi có bà nội ạ. Dạ, chào cô Cát Tường và chú Huyền Linh. Dạ. Dạ. Bà nội thấy thì cũng như bên chú bên kia cũng vậy đó. Thấy ốm quá nội. Nội thấy sao nội? Thì nội cũng đâu có mập đâu. Mập thấy cũng được. Hiện giờ cũng để cho hai cháu thì tự tìm hiểu. Ông nội có gì muốn nói với cháu rể không? Bà nội muốn cháu sau này về ăn nhiều lên nha. Dạ. Con hứa nếu mà con có duyên với bạn chơi á thì con hứa sẽ cố gắng lo cho bạn đầy đủ cũng như là mình sẽ đồng cam cộng khổ với nhau. Dạ. Được chưa nội? Dạ được rồi chú Hoàng Linh. Cảm ơn nội, chúc mừng. Từ nay mà có nội tương lai đi là ngon lành rồi nha. Nội dạ. Chứng kiến bây giờ bản lĩnh lắm á. Rồi bây giờ cho hai bạn trẻ gặp mình nhau đi. Mình sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn. Nào. Chào em.
tặng em. Em cũng có quà tặng anh. Cảm ơn em. Em muốn muốn đi làm hay là mình chỉ muốn ở nhà thôi? Em xu hướng là người phụ nữ của gia đình, nhưng mà em vẫn muốn đi làm để có cái riêng của mình chứ không có lệ thuộc vào chồng. Em có khi nào em nghĩ qua bức màn anh là như thế nào không? Dạ không, em rất bất ngờ. Bất ngờ? Dạ, ngoài sự tưởng tượng của em. Nó vỡ mộng hay sao anh? Dạ không, nó tốt hơn là em nghĩ. Thì anh cũng mừng hả? Nãy nó thích mập mập, bây giờ ông nhóm nhách là la hơn bình thường. Dạ nhưng mà anh nói là anh dễ tăng cân. Em tính khi nào là kết hôn? 1-2 năm nữa thì cũng được. Dạ. Mà anh có chịu được tra tấn âm nhạc của em không? Bình thường ở nhà anh cũng hay tự tra tấn mình á, nên là anh cũng quen rồi. Dạ. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ân cứu rồi. Và con tim đã vui trở lại, và tình yêu đã dần về người, cho một đời nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hết thời gian. Hãy lắng động lại và nghe nhịp đập trái tim mình. 1 2 3. Trời, vỗ tay quá trời kìa. Chúc mừng cặp đôi này nha. Rồi, hai bạn nắm tay nhau đi. Xin phép nội đàng hoàng. Con dạ, sẽ tìm hiểu nhau. Nội, em ăn lỡn nắm rồi. Đó, thích đi xem phim là có vé. Đây, xem phim. Vé xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn: một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chào em. Em chào chị. Em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Thị Huyền Trang, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em làm về gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. Dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa học. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phường, đến từ Đắk Lắk. Em là đại diện thương mại cho một công ty Nhật Bản, chi nhánh ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk luôn. Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em 31 chị ạ. À, tại sao mình lại đến với chương trình? Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Dạ, chắc là do duyên của em chưa đến đó chị. Mình đã có bạn mối tình nào chưa? Dạ, em có 2 mối tình rồi ạ. Tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường, nên là lúc đó còn non trẻ, nên là bồng bột lắm ạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Bạn trai thì sao? Mình đã được bao nhiêu mối tình rồi? À, em cũng được 2 mối tình rồi. Cũng là đều giáo viên hết. Ta nói bất quá tam ba bận, lần này là phải tới luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cần cái sự đồng cảm, sự chia sẻ được. Và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung. Về ngoại hình? Em nói chung là nhìn là được. Bạn nữ, bạn tìm một người nam như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người nam chín chắn, nghiêm túc, biết cách nói chuyện, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí tiến thủ trong công việc ạ. Về ngoại hình thì mình có... Dạ, về ngoại hình em chỉ cần dễ nhìn là được và cao hơn em là được ạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống. Còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ và rất là thích em vào bếp nấu ăn. Và khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học, giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ. Bạn trai, bạn có muốn nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không? Dạ, có ạ. Dạ, như vậy em sẽ tặng chương trình và anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là bazơ, em xin làm axit, để tình yêu bất ngờ mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit có vị chát vị chua, như hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra, để dắt em về nhà xin lời bình hai họ. Em biến quỳ thành đỏ, anh biến quỳ thành xanh, hai chúng ta làm lành, tình yêu ta sáng mãi. À, có đáp lại một cái món quà gì không?
Dạ. Ca múa nhạc gì đó, đọc thơ gì đó. Em rất là kém cái vấn đề là nghệ thuật. Em hát giỏi về cái gì nhất? Em chỉ chơi được mấy môn thể thao. Em thường đá bóng với bóng chuyền với võ thuật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân. Có là cái khi mình mang giày mình bít bí vô mình mới hôi hay là bình thường không cái gì hết nó cũng hôi? Dạ không, do mang giày bí quá nó mới hôi là chị. Dạ. Bạn học võ thuật hả? Dạ. Có biểu diễn một đoạn nào đấy? Xưa thì em có học võ cổ truyền thôi, nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing. Qua tôi coi chứ. Rồi. Thì em xin từ nha, cô Dương đánh cái mặt chị Tường á. Đó, nhớ đánh chị ta đó nha. Dạ. Không sao, lỡ cũng không sao đâu. Bắt đầu. Dạ. Bên trái, tiếp tục. Dạ, chị gặp. Thôi được. Đánh lại người kế bên không? Dạ, em không dám, chị Tường là thần tượng của em. Cho em bắt tay chị cả. Bắt tay được, bắt chân chết luôn á. Dạ. Mà xuống. Bây giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao? Dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng cỡ mấy triệu thôi. À vậy hả? Vậy dạ. Sau đó giờ không làm? Bởi vì không phải là không làm nhưng mà cái đó cũng không có tốt. À. Dạ mình ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác. Ví dụ ra đầu hoặc ra ngoài da. À. Cái đó thì do không có đơn giản xử lý được mà. Về nhà cứ ngâm rửa chân. Ngâm nước muối đó, rồi là xong phèn thôi. Rồi giờ ok, dạ. Vấn đề gì nói cho vui vậy thôi. Em không thích cái điểm nào ở người bạn gái nhất? Dạ. Người vợ mình nhất? Em không thích ở người bạn gái nhất là cái tính hay nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều. Bây giờ mình đã quyết định tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng tùy vào cái độ chính của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc. Dạ. Mình có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em có một mình em con trai, sau hai em gái. Nhưng mà em thì tùy bạn nữ bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi. Nếu như vậy thì mình có thể xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu dạ. Không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì chuyện bình thường với em thôi. Nhưng mà cái em nghĩ thì phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những... Đúng rồi, xung quanh môi trường. Hỏi bạn nữ cái ai lấy vợ gì bắt dạ. Vợ ở nhà, ta đang là giáo viên mà. Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà. Bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên Đắk Lắk không? Dạ em làm dâu được ạ. Em rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Dạ, tốt. Hay quá. Dạ. Bây giờ em không thích gì người đàn ông nè? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng. Có gia nhăng được không? Chắc là không. Được rồi, không có gia trưởng ha. Hôm nay mình đi có người nhà ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ. Rồi. Dạ, đây là bạn của em học chung đại học với em, hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ. Dạ. Rồi chào bạn. Dạ, chào, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường ạ. Rồi, đáng lòng. Dạ. Đáng lòng chú Quyền Linh á, thấy cô vui lắm. Dạ. Nhận xét về anh bên này á thì chắc là được 9 điểm rồi. Wow, 9 điểm là quá bạn, cao. Bạn mà chấm vậy là nói chắc em chịu rồi. Giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy? Vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em? Thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt, rồi nhìn cũng phúc hậu, điềm đạm, công việc thì cũng ổn định. Tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ Trang làm thì là 60 cây. Nên ví dụ như là thu xếp được thì làm việc được, hẹn hò được và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Rồi, cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha, bạn nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ, có, em đi với anh họ, anh rồi. Theo đánh giá của mình á thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về bạn trai á thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những yêu cầu của bạn được. Dạ. Thứ nhất là Phượng cũng có chí cầu tiến, thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon. Dạ. Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì Phượng là con người rất là tình cảm. Anh chấm thử điểm cô giáo bên này đi anh. Chắc là cũng phải xem 9.5 chị. Dạ, này hai giám khảo này chấm quá. Dễ quá. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây đó giờ kéo màn lên. Ý kiến tham khảo thôi ha. Dạ. Còn chính quyết định vẫn là do mình. Kéo màn lên. Hai bạn có thể có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Dạ. Có. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Em mà hỏi trước đi. Khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây.
Nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu em như thế nào ạ? À, anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần. Dạ. Bởi vì cũng thực tế là cái công việc của anh cũng nó hơi nhiều, nhưng mà anh hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần, còn không thì bữa nào mà tốn được thì sẽ xuống. Tùy theo cảm hứng em dành cho anh á. Khi tối nào anh cũng xuống. Anh cũng đến đây là xác định thì gọi là mình cũng lớn tuổi rồi, anh tính là cũng để là lập gia đình. Những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình thì anh cũng gần như là hoàn thiện, chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi. Nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận. Em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau. Thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ. Theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội để hai chúng ta có thể tìm hiểu. Nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ. Đúng rồi, hết thời gian. Đắk Lắk và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? 3 tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3 à, hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Hey, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cho anh xin phép anh hôn tay em gái được không? Dạ vâng. Em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ và em đã từng trải qua một lần đò rồi. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng, em đã từng tự tử luôn. Em chỉ cần một cái người là đủ cảm thông. Những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Cái trường hợp đó là ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Rồi nhà trai, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, em tên xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ, em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. À, Phú quê ở đâu? Dạ, em quê Bình Dương ạ. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ, hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Úc. À. Đó, mời nhà gái. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả, em làm gì vậy? Em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. À, vậy đó hả? Làm ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh ơi. À, Nana hả? Dạ. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy? Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. Na 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 na, dễ thương quá. Trời, hôm nay Linh chiếm diễn đàn quá nhiều nha Linh nha. Ừ. Em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút. Có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được khuyết điểm của mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có không xung hay. Đột là phải dạ. Im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sau ha. Nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không? Giỏi nè. Lý do gì em lại có mặt ở đây? Mọi người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị. Cái con đường tình duyên đó em nó hơi lận đận chút xíu. Em mình nói luôn coi nè. Dạ.
là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc chồng em bỏ em thì không, nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Em đã từng tự tử luôn. Em đã từng tự tử luôn. Trời ơi, trời ơi, vậy vậy? Em lấy chồng em còn khá là có điều kiện. Cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm, kinh tế đi xuống á. Cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Con em lại khó nuôi nữa. Cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chưa em? Hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Hãy nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Chào em. Khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên Rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy, khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng, coi trọng hơn cả tính mạng của mình thì rất là ok. Rồi còn em thì sao? Cái đường tình duyên của em? Em thì cũng cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Lúc đó hai đứa còn trẻ quá thì cũng mới ra trường đi làm, xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Rồi bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi. Em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí, đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là ô, người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó hoặc là cái trường hợp đó, ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Thế còn về ngoại hình thì sao? Ưa nhìn thôi, một thì cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 1m63 gì đó. Còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Mình cao mét nhiêu vậy? Nếu như mang guốc 1m65, mang guốc 7 phân á. Vậy. Rồi nè, đó nè. Trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp. Nhưng mà trước tiên là phải cao. Chào. Với lại phải có tướng chút xíu, cỡ như anh Quyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập mập chút ha. Mập chút thấy dựa dẫm được. À. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 71 thôi. 71. Đó, ngon lành, ngon lành. Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi, nhưng mà làm nhiều. Và lại không thích một người quán coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt nó mất thời gian quá. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng á, răng em tài trợ được. Tài trợ được đúng không? Được. Rồi, bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. À. Con xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu. Và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được. Hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ dạ. À, trợ lý sao trợ lý? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng mập tiêu không? Chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ ạ. Dạ em chào anh Hoàng Linh, chào chị Hồng Vân, chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương, hai đứa cũng được. Có làm dâu gì không? Không có đòi hỏi dâu gì hết, mẹ chồng dễ lắm. Mẹ do mẹ hiền quá ha. Dạ. Yeah. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Bây giờ là hai người gặp mặt nha. Dạ. Yeah. Nào, mở rào. Nào bắt đầu đi, Phú. Thì
thì anh cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em còn có chút quà em gửi anh. Anh. Cây này có tên là cây lưỡi hổ, thì nó có về ý nghĩa tâm linh, thì nó còn có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích, thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông. Rồi Hiếu mở quà của ảnh ra coi. Con gấu rất là dễ thương. Rồi em cảm ơn anh. Em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Yeah. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu, tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Thế là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Yeah. Anh gặp em rồi á thì anh cảm giác như thế nào? Qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi, nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Mình cũng hiện đại, mình ly hôn rồi nhưng mà ý là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái. Thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua cứ con đi chơi. Tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con, thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con. Muốn yêu thương con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Dạ. Phải cho đi thì mới nhận lại được. Với lại tương lai em cũng, nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, giống như anh Quyền Linh đó. Đúng rồi. So với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp, thì em cũng có tiêu chí, thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng. Em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi. Và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng à. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Nhà anh có mấy anh chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa, lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước, lại không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi. Dạ. Đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Thì đó, hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Dạ. Em trai, em phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Nãy giờ em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Kệ nó. Nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Là cho anh xin phép được nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau. Thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng. Có nhiều cái cũng rất là hay. Yeah. Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em. Chỉ là có dấu hiệu đang rối loạn nhịp tim. Đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp tim. Anh không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Anh cầm tay em mà anh rung không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. Em thích rap. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Bài hát rất là ý nghĩa luôn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Tim rung động sao là mình bấm vậy nghe. 1
2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào, hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Để xin phép nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Còn Hiếu, nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ, con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là cô rất là hiền, rất là phúc hậu. Và nhìn cô cũng hơi xì tinh. Thì đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là con anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ. Và con sẽ được có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Hôn này hôn đầu tiên. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relastil của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relastil. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thưa quý vị. Tôi với ông hôm nay là phong thủy tốt nè. Bây giờ coi cái cặp thứ hai coi làm sao nha. À, bây giờ ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không hát ngọc trời gạo chuẩn hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Anh đừng có gia trưởng thì em rất là sợ, sợ phải nói là em ám ảnh. Em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đá chân em vô cái đồ đó, đầu chân em vậy. Ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Mời nhà trai. À, xin chào. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì anh có thể giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, em tên là Phạm Vinh Tuấn, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mình năm nay 43 tuổi. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, làm em làm việc ở nhà. Gì? Dạ, em sửa xe máy làm tại nhà. À, tại nhà rồi mở cửa hàng và sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là một cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống chúng ta hoài hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Rồi, còn cưng, em nói đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em 42 tuổi. Hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng, bún thịt nướng, nem nướng với lại cơm sườn. Và em bán nhiều món ăn lắm. Nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi. Em bán ở đâu nè? Dạ, em bán ở... kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. Dạ, ở Thủ Đức. Thủ Đức á phải không? Dạ, Linh Xuân, Thủ Đức. Dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Mình nói một chút về ưu khuyết điểm đi nghe. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ, em thấy thì em rất là thích nấu ăn. Em thường xuyên lên YouTube á, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á, em làm cái món bánh này mà cuối cùng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tính, em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói lại liền.
nói lại liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục, em kiềm chế lại. Dạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Ưu khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Nóng nhất á là dạ, em... Tuấn làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em vậy. Để cho nó hết nóng nữa hả? Dạ. Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho dạ. nó hết. Hay cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lên lại, mình dạ. không nóng nữa. Dạ. Cái đây cũng là một phương pháp. Hay hút thuốc. Hút ngày thuốc. Hút nửa gối. Hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hơi nhiều. Giận lẫy hả? Dạ. Ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết, thể dục thể thao cũng có. Bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi. Còn với em thì 39 tuổi. Dạ. Mới là mối tình đầu. Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần một năm rồi chia tay. Em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng một năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Cũng yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Hay là em thất vọng hay là em cảm thấy không em muốn yêu có, nữa? Cũng có chút không còn tự tin. Ừ. Tại vì em thấy em quen sai cái người đó cũng như gọi là lăng nhăng đó chị. Ừ. Dạ. Ừ. Là em thì cái tính em nghiêm túc. Ừ. Ví dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Ừ. Chứ em không thích là không thích quen lăng một nhăng. Lần hai ba người không thích dạ. bắt cả hai tay. Dạ, rồi lý rồi. Do chia tay là như vậy. Dạ. Ok, tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ một cháu con sinh năm 2004. Dạ, trai hay gái? Dạ một cháu gái ở với mẹ. Còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật hoặc thứ bảy thì cháu con có về. Nghỉ học thì cháu chạy xe. Nên về là Tuấn ở một mình mười mấy năm nay rồi. Dạ. Bây giờ nhà gái bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Trời dạ ý. Em chào anh. Anh đừng có gia trưởng thì em rất là sợ, sợ phải nói đó. Là em ám ảnh rất ám sợ ảnh luôn. Dạ anh không có gia trưởng đâu em, mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông mà anh đé là chồng hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi ra được rồi. Dạ. Tội nghiệp con gối bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó. Không, cái đó thật sự nóng quá đó, người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá lỡ anh đá vô cái truyền hình hay là cái có làm cái gì đó công dạ, sức không, mình làm ra mà chân, mình phá cái vỡ thì nó mình không hay chị. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì dạ. nó cho nó đau chân thôi. Thôi dạ. nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em nghĩ là anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Đi đâu đó đi. Chứ tại vì hai em nghĩ là em cũng nóng tính mà anh cũng nóng tính, phải hai cái đó mà đụng nhau chắc chết, cho nên là em người bàn với nhau. Dạ được một nửa như anh Quyền Linh là hạnh phúc với em rất là nhiều. Dạ em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Quyền Linh làm ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó, cái rào này nè làm lại hai ba lần rồi đó. Nếu mỗi mà... lần ông bực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ thôi, nếu mà ơi. Nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn. Chị, sợ chị coi thử cái đối nha. Tượng nam bên đây là coi có cái trai người ta hiền lắm mà nha. Dạ em trai coi vậy chứ hiền thôi ạ. Ờ ơi cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ yeah. có đau bản thân thì có đúng yeah. không yeah, nhìn yeah. khô à. Ừ. Em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ yeah, em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà.
Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì okay, em rất em sợ người đàn ông keo kiệt các chị, tính toán á. Không kibo luôn chị. Không kibo luôn. Dạ. Không anh kibo. Có chửi thề không? Có chửi thề không em? Có, lâu lâu không có một cái, có, hai cái. Dạ, chửi hoài dạ. Chứ gì? Dạ. Thấy ví dụ ví dụ như lâu lâu mà có chửi miếng chứ đừng có mở nói rằng câu cái chửi không là cái câu chửi thề anh là chửi dạ. Vui em chứ dạ. Không phải là chửi cái chửi vui á. Anh hai đứa đang vui cái chửi đúng thề. Rồi dạ chửi vui vậy á chứ không phải là chửi. Sáng nay Hồng Vân nói xấu tôi hoài nha. Thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh, người ta không có cái đơm người ta hoài cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi đây biết ngay là anh trai giống quá. Ừ. Chào MC Viện Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất dễ thương. Bạn cũng chưa có gia đình. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới. Chứ giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ hội nha. Có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Tôi xin chào Quyền Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đứng tuổi rồi. Tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Đúng gái không? Mà. Dạ. Thương đâu ra đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh đừng xe thì để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh căng thẳng, anh luôn á. Dạ bó hoa đẹp quá à. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, dạ. Hay quá. Mẹ mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt dạ. Cháu tặng bác nó. Trời chúc bác sức khỏe quá. Tốt mà. Dạ. Dạ. Đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn. Hôm nay á là em nghĩ là chắc là duyên của anh. Tại vì á em đi siêu thị á nguyên ngày á em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì, em mua ngay cái cặp áo gói cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này cũng màu xanh. Cái này là tối hôm qua em làm. Em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Đây để em lấy cho. Em mời. Rồi. Anh cảm nhận thế nào? Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Em nhìn anh em thấy anh cũng trầm tính á. Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời ảnh run hơn con á. Ảnh run hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh giữa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình đến với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói với chuyện với nhau một phút nữa nào. Thế cặp này có vẻ gọi là hợp dữ lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn.
thì các bạn sẽ như thế nào về Khánh Hòa hay là chúng ta về Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra thử cái một cái giả thuyết thôi xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không, hay là em thích lập nghiệp trong này? Có chồng thì theo chồng cũng được à. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Nhà em rất là đông anh em, anh có ngại không? Anh có ngại không? Không, anh đến với em và anh rất tôn trọng gia đình của em. Có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng. Hoặc là dạ, có thể nếu mà trong này đến chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Dạ, chúng ta có thể ra riêng. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. 1 nè, 2 nè, 3. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Nào, bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Nắm đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai xin phép bác là cho cháu cái lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương. Và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Đó, xúc động lắm rồi đó. Hứa gì mà, lâu gì? Dài nhưng mà bao lâu? Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. À, nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn. Miết luôn dạ. À, tới miết. Thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Không cái đi. Ừ, đúng rồi. Ừ. Được quyền mà. Dạ. Đúng má nè, được quyền. Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hùng. Không, ịnh luôn thôi, ịnh thôi là chuyên môn. Ịnh thôi hả? Ừ. Hùng lại ra, không có ịnh. Không có ịnh được, hùng đàng hoàng. Em thấy tình có sao nó vậy mà bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịnh thôi à, nào không thiệt đàng hoàng. Hùng chưa? Dạ rồi. 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 Dạ, thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm. Cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em do á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi, hay quá. Quá hay không? Dạ. Con cái. À đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi. Em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con thì do trời cho. Dạ. Dạ, cứ nhưng mà vậy đây nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Dạ. Cho em yên tâm là dạ, không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền. Gặp đi nha. Hai tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác, hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. Rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. À, chúc các bạn thật nhiều may mắn và hy vọng rằng tôi sẽ nhận được thông tin của các bạn càng sớm càng tốt về cái tin vui mà các bạn có thể về hỏi cơm chung nha. Yeah. Ok. Chúc mọi đứa hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau, mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Xin cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba, đỉnh cao chất lượng Nhật Bản.
Mà các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tim rung động sao là mình bấm dậy nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Để xin phép nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ. Cảm thấy khá là vui và cảm ơn chương trình rất là nhiều, tại vì đã tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích cho các cặp đôi. Và cảm thấy mình may mắn khi gặp được một anh cũng khá là đúng với tiêu chí mình đặt ra. Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp. Nhưng mà trước tiên là phải cao. Yeah. Với lại phải có tướng chút xíu cỡ như anh Quyền Linh á. Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi nhưng mà làm nhiều. Với lại không thích một người quán coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cái chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt. Trong mối quan hệ tình yêu thì thích đàn ông chủ động hơn là mình. Nói chung là tới bây giờ vẫn còn hồi hộp. Tại vì thường thì rất là rụt rè đối với khi mà tiếp xúc với bạn nữ. Nói chung ngày hôm nay đến đây đúng là thật sự là mình không uổng phí một chuyến đi. Đã cho mình gặp được một cái bạn nữ nói chung là rất là ok. Ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau, thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng, có nhiều cái cũng rất là hay. Yeah. Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vô mắt em. Mình sẽ tạo ra những cái cuộc hẹn để có thể là tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì đôi lúc có thể là ở thời điểm hiện tại mình thấy là rất ok, nhưng mà đôi lúc tìm hiểu thêm thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu xem mình có hợp và có thể đi xa được hay không. Hôm nay sau trao đổi thì mình cũng sẽ có một cái cuộc hẹn nào đó với chị, để mình có thể có một khoảng không gian để mình nói chuyện và mình tìm hiểu nhau. Bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh hiền, nhưng mà em cũng còn ngại ngại là anh có rộng rãi chút không? Thôi rộng rãi là chắc là anh rộng có lượng rồi. Giống như cao thượng một đúng chút. Rồi rộng dạ. Rộng lượng là chắc anh có, và đời anh sống là rất là thốn. Anh có vô Sài Gòn thường không? Anh vô anh chơi thôi, chứ còn công việc thì anh cũng người đó chứ. Lâu lâu buồn thì vô chơi có anh ông này. Trước khi vô tham gia chương trình thì anh thấy anh rất là hồ hộp để tìm cho mình một người bạn đời, nhưng mà chừng sau khi bỏ rào ra anh thấy rất là tuyệt vời. Anh mê luôn nhưng mà đến nỗi quá mê anh mà không hát, đến nỗi anh không dám hát luôn. Bây giờ kêu anh hát, năn nỉ anh hát anh cũng không dám. Sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời, ảnh run hơn con á, ảnh run hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh giữa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chi nói đi anh.
tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối, và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Lúc đầu thì chị cũng hơi băn khoăn về cái đường đi, chị thấy hơi xa, cho nên người ta nói là tình cảm thì cũng phải gần nhau để tìm hiểu rồi mới có tình cảm. Thật sự chị cũng ngại đi xa một mình. Bình thường thôi, tại vì cái đường mà từ đây ra anh nó cũng dễ, mà từ anh vô em nó cũng rất dễ, tuy nó xe đó nhưng mà rất là dễ đi. Có thể tầng anh có thể đi một lần vẫn bình thường, hoặc là tầng anh đi vô một lần, hai tuần anh vô một lần cũng được, một tuần cũng được. Cái suy nghĩ của em á, bây giờ em có em công việc của em nào, giờ em có điều kiện, em có nói thẳng là tài khoản hay như thế nào, em một khi em có gia đình rồi là em dành hết cho ba mẹ. Tại vì là từ lúc em bước theo chồng là em không còn ở bên cạnh ba mẹ em nữa, chỉ trừ khi ba mẹ bệnh hay như thế nào thì em sẽ về thăm. Hoặc nói chung là em đi theo chồng là em sống vì bên chồng, thì chồng phải lo cho em có qua có lại, chứ không phải là ngồi chỗ chờ người kia rót nước, không có. Thì cái đó là cái chuyện đó là chuyện của em, anh cũng khả năng anh dư lo cuộc sống của riêng anh và em. Dạ. Chứ anh nhiều lúc đâu phải là cần một cái này kia mà để đối với nhau được một cái gì đó đâu. Tại vì em thấy có nhiều người cứ lúc mà không còn thương nhau nữa thì bắt đầu lôi ra vậy đó, nói này nói nọ nữa, đủ thứ, thì em phải nói trước. Với cái sự mà lo lắng của cha mẹ thì cũng muốn cho con nó được lập gia đình. Sương năm nay nó cũng 42 rồi. Tôi thấy là cũng được, nhưng mà không biết là tương lai trời định hai đứa như thế nào. Chứ nói chứ bây giờ cha mẹ cũng khó định, con lớn nó tự định đoạt rồi, nó ưng đâu tôi gả đó. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đến tuổi rồi, tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ, gái mà. Dạ. Thương đâu ra đó. Đó để cho được an tâm, tại vì tôi càng ngày càng lớn tuổi rồi. Gia đình anh chị nó đốc vô cái chương trình này nè, với bạn bè nó cũng đốc xa năm nay mà nó dự chương trình nó thiệt. Tôi thật sự là vui mừng lắm, nói thiệt. Nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba, thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là khi mà cháu ra trường, cháu đang tạm thời ở nhà, thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho đẩy thuyền cho đấy ạ. Khác thường với lại bạn nam bên đó ạ, thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động, với lại hay đến trễ. Và cách đây cũng 6 năm. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy trên HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.